Xin kính chào Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta vui mừng biết ơn Chúa. Chúng ta đón nhận lời của Chúa Trời. Kính mời Hội Thánh, quý ông bà, anh chị em, chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta cùng hợp chung với tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Xin Chúa Ngài ban phước ở trên lời của Ngài, ban phước ở trên tấm lòng của mỗi một chúng ta, ban phước trên đường truyền để lời của Chúa đến với tấm lòng, đến với tâm trí của chúng ta một cách thật trọn vẹn. Alleluia. Chúng con cảm ơn Chúa với buổi sáng tốt lành này. Chúa cho chúng con cái thời giờ để tìm kiếm Chúa qua lời của Ngài, để đời sống chúng con chuẩn bị đón Chúa vào trong chính cuộc đời của chúng con. Như ngày xưa các mục đồng đã náo nức để đón Đức Chúa Giêsu hài đồng vào trong thế gian này. Cảm ơn Chúa với tình yêu lớn lao của Chúa. Chúa Ngài luôn có lời của Ngài dẫn dắt trong sự của Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng con cầu nguyện xin thánh linh của Chúa Ngài đáp động trong tấm lòng của bà chị em chúng con, thân tẩy đời sống của chúng con, sức dầu ở trên tấm lòng đó để chúng con nhận được lời của Chúa một cách thật trọn vẹn. Chúa ban phước ở trên lời của Ngài, trên môi miệng của tôi tớ của Chúa, để lời của Chúa được trao ra chúng con nhận lãnh một cách trọn vẹn nữa. Con cảm ơn Chúa, tạ ơn Ngài để chúng con dâng thì giờ tốt lành này trong tay yêu thương ban phước của Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng cậy ơn Chúa và suy gẫm lời của Chúa được chép vào trong Kinh Lành Giăng đoạn 1 từ câu 19 đến câu 39 và câu gốc thì từ 1 từ câu 6 đến câu 8 với cái chủ đề là chuẩn bị đón Chúa vào trần gian. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng và làm chứng về sự sáng, hầu cho người này ai nấy đều tin. Chính người ấy chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Này là lời chứng của dân khi dân Judah sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Jerusalem đến hỏi người rằng: ông là ai? Người xưng chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ lại hỏi: vậy ông là ai? Phải là Eli chăng? Người trả lời: không phải. Không phải là Đấng Tiên Tri chăng? Người trả lời: không phải. Họ bèn nói: vậy thì ông là ai? Hồi cho chúng tôi trả lời cùng những người sai chúng tôi đến, ông tự xưng mình là ai? Người trả lời rằng: ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng. Hãy ban đường cho Chúa cho bằng, như Đấng Tiên Tri Esai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng dân đều là người Pharisee. Họ lại nói hỏi rằng: nếu ông chẳng phải là Đấng Christ, chẳng phải là Eli, chẳng phải là Đấng Tiên Tri, thì cớ sao ông lại làm phép báp têm? Giăng trả lời: về phần ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết, ấy là đấng đến sau ta chẳng đáng mở dây giày cho ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng đã làm báp têm. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình và nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói: có một người đến sau ta trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết ngài, nhưng ta đã đến để làm phép tem bằng nước, để ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy thánh linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu ở trên mình ngài. Về phần ta vốn không biết ngài, nhưng đấng sai ta làm phép tem bằng nước có phần phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy thánh linh ngự xuống đậu trên lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng, ấy chính là Ngài, là con Đức Chúa Trời. Ngày mai Giăng lại ở đó với các hai môn đồ mình, tìm nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng: kia, chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ đó nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu vừa sải đại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài phán rằng: hãy đến xem. Vậy hai người này đi thấy nơi ngài ở và ở lại cùng ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng thứ 14 vào giờ chiều. Amen. Cảm ơn Chúa với cái nội dung kinh thánh mà chúng ta vừa nghe. Buổi sáng nay chúng ta cũng hòa lòng với lời kinh thánh đó để học biết về cái sự chuẩn bị đưa Chúa Giêsu vào trong thế giới này như thế nào. Và chúng ta cũng là những người nằm ở trong cái mắt xích đó để chuẩn bị tấm lòng của mình, chuẩn bị đời sống của mình để học được cái việc là đưa Chúa Giêsu vào ở trong đời sống giữa thế gian này.
như là một cái sự chỉ dẫn của Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng này, chúng ta chuẩn bị thế nào để đón Chúa trở lại vào trong đời sống của chúng ta, vào trong thế giới này. Mỗi người thì đều có một cái sự kêu gọi, mỗi người sẽ có một trách nhiệm, mỗi người có một sứ mạng của Chúa Ngài đặt để ở trong thời kỳ cuối cùng. Và tôi tin rằng buổi sáng hôm nay lời của Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta được cái hình dung qua cái bài học sự chuẩn bị của Chúa, của tất cả mọi sự để đưa Đức Chúa Giêsu Ngài vào đời. Và giờ đây chúng ta học được bài đó, những cái bài học đó để áp dụng cho thời đại cuối cùng này, chúng ta chuẩn bị gì để cho Chúa Giêsu Ngài tái lập. Cái việc thứ nhất là chúng ta phải nhìn thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị tất cả mọi điều, mọi sự thật là tuyệt vời. Chúa chuẩn bị trước tiên là có một chương trình để mà đưa Đức Chúa Giêsu Ngài vào trong thế giới này. Chúa đã dùng Mary, Joseph, Chúa đã dùng Elizabeth và Zachary để làm gì? Để chuẩn bị tất cả những cái công việc mình đưa Chúa Giêsu vào ở trong thế giới này. Ở trong đó đó là có gia đình Elizabeth và Zachary, thầy tế lễ. Và lúc đó thì cái gia đình này được Chúa chuẩn bị để đưa một người làm cái công việc là dọn đường. Chúng ta xem Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 6. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Giăng từ lúc ở trong bụng mẹ và đến lớn lên Chúa Ngài sai giao cái sứ mạng cho Giăng đến để dọn đường cho Đức Chúa Giêsu đến. Theo một cái kế hoạch. Kế hoạch đó là gì? Bắt đầu bằng lời tiên tri báo trước ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 3. Lời Chúa chỉ cho chúng ta rằng có tiếng kêu rằng hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Có mạng lệnh tựa trong lời tiên tri trước đó. Và sau đó thì sao? Trong Phúc âm Luca đã cụ thể hóa bằng cách trích dẫn cái lời Chúa được chép trong Ê-sai câu 40 câu 3, đó là mọi nơi trũng sẽ được lấp cho đầy, các núi các gò thì bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loại xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời như thế nào. Sứ mạng của người dọn đường được rõ ràng cụ thể ở trong Cựu Ước và trong Tân Ước, thì đó là cái sự chuẩn bị bằng cái lời báo trước của Đức Chúa Trời. Sau đó thì sao? Thiên sứ đến phán trực tiếp ở trong Luca đoạn 1 câu 26. Là đến tháng thứ sáu thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho người một người nam tên là Joseph về dòng dõi David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở phán rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Thiên sứ Gabriel đã đến phán cùng với Mary về cái việc mình sẽ thụ thai là một con thánh được sanh ra bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Và ở trong một cái thời đại cũng đã được chuẩn bị, đó là thời đại vua Herod xứ Judea. Ở trong đời Herod vua Judea có một thầy tế lễ là Abia tên là Zachary, vợ người là Elizabeth thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Hai người này già, hai người này đều chưa có con, nhưng mà Chúa Ngài sử dụng với quyền năng của Chúa để làm gì? Đến cái đời Herod đang cai trị xứ Giu-đê đó thì hai người này được Chúa sử dụng để đưa vào đời một người làm cái công việc chọn được cho Chúa, đó là Giăng. Và cái thời gian thì như thế nào? Thời gian đó thì khoảng một thời gian ngắn sau thôi. Ở trong Luca đoạn 2, đoạn 1 từ câu 24 tới 26 thì lời Chúa chỉ chúng ta rằng là bà Elizabeth một thời gian ngắn sau thì sẽ chịu thai rồi đi ẩn mình ở trong 5 tháng. 5 tháng đi ẩn mình biệt riêng ra đó. Và bà đã bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình: Chúa đã làm ơn cho tôi, đoái hoài đến tôi để là cất đi cái sự xấu hổ của tôi giữa mọi người. Đến tháng thứ sáu thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth và xứ Galilee vào tìm. Chúa chuẩn bị để cho là một người già đó nhưng mà vẫn là đẹp, sanh được một người để mình đi ra làm cái công việc dọn đường cho Đức Chúa Giêsu Ngài đến thế gian. Rồi Chúa cũng đặt tên nữa, đặt tên là cái gì? Đặt tên là Giăng. Ở trong cái câu chuyện được chép trong Luca đoạn 1 câu 57 cho đến câu 61, chúng ta thấy rằng bây giờ đến ngày mãn nguyệt,
Elizabeth sanh được một con trai. Xóm giềng nghe bà con nghe Chúa tỏ ra sự chăm sóc cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8 họ đều đến đền để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sachari theo tên của cha. Nhưng mẹ ngài nói rằng là không phải đặt tên con là Giặc. Đã chuẩn bị sẵn tên chứ không phải đặt theo tên truyền thống. Đó là một cái sự chuẩn bị về kế hoạch, về con người, về tên tuổi, rồi về thời gian và về địa điểm rất là rõ ràng. Và nhất là cái công việc mà dân là người được chuẩn bị để phục vụ cho Chúa, cái công việc gì? Luca đoạn 1 câu 76 ghi rất là rõ, đó là hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu tên con là Đấng Rất Cao, con sẽ đi trước mặt Chúa và dọn đường cho Ngài. Có rõ ràng là cái công việc là dọn đường cho Ngài. Sau đó thì khi mà dân lớn lên thì được thiên sứ Gabriel đến để sai phải. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giặc. Rõ ràng Chúa sai dân đến để làm cái công việc này chứ không phải là từ nơi con người hay là ý thích của mình. Dọn đường cho ai? Dọn đường cho Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là gì? Là con của Đức Chúa Trời. Và lúc mà con đó được vào ở trong thế giới này thì sao? Tất cả mọi mọi thiên sứ đều phải chào đón Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 1 câu 6, còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian thì phán rằng mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Mọi thiên sứ phải thờ phượng Đức Chúa Giêsu. Đây là một sự chuẩn bị sẵn luôn. Khi mà Đức Chúa Giêsu vào thế gian này thì mọi thiên sứ phải chào đón. Và chúng ta thấy là rõ ràng Đức Chúa Trời thì Ngài làm việc theo một cái kế hoạch hoàn hảo để đưa Đức Chúa Giêsu vào thế giới này với một sự chuẩn bị. Cũng giống như vậy ở trong A-mốt đoạn 3 câu 7 để Chúa chép: Chúa Giê-hô-va chẳng là một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự tín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ của Ngài là các đấng tiên tri. Chúa không những là vạch ra kế hoạch nhưng mà Chúa bày tỏ cái kế hoạch đó cho các đấng tiên tri, cho là mọi người qua lời tiên tri của Chúa. Rồi là các đấng tiên tri này là ghi ra rồi trao truyền để cho chúng ta thấy là cái chương trình kế hoạch của Chúa đã định sẵn và chắc chắn là sẽ hoàn thành. Chúa đã chuẩn bị một con người, đó là Giăng. Mà con người đó như thế nào? Chúng ta thấy rằng là có chuẩn bị một con người có đời sống thánh khiết và được biệt riêng ra. Ở trong Luca đoạn 1 câu 15, lời Chúa chỉ chúng ta rằng là vì con người sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy thánh linh từ khi còn trong lòng mẹ. Đó là hình ảnh của dân khi mà một bé được Chúa Ngài khải thị, Ngài biệt riêng ra là một đời sống thánh khiết để làm công việc của Chúa. Và đặc biệt thấy rằng ở đây là những tính cách của người Nazarene. Bởi vì sao những người đó được biệt riêng ra thì không uống rượu, không uống chất gì cay hay say này đó, để làm cho đời sống nó bị theo như là những cái gì không điều khiển được, nhưng mà hãy để cho thánh linh điều khiển. Đó, do đó người đó được đầy dẫy thánh linh khi mà con ở trong lòng mẹ. Rồi đó là được biệt riêng ra để được sức dầu. Rồi ngay cả người mẹ mang thai, đó là bà Elizabeth mang thai dân đó, thì cũng phải biệt riêng ra. Ở trong Luca đoạn 1 câu 24, lời Chúa chỉ rằng là khỏi ít lâu vợ người là Elizabeth chịu thai, đi ẩn mình ở trong 5 tháng. Tức biệt riêng là 5 tháng, không gặp ai, ở riêng ra 5 tháng để làm công việc là gì? Biệt riêng ra thánh con trai của mình để dưỡng dục trong bầu thai nữa. Rồi là Luca đoạn 1 câu 56, Marie cũng làm công việc đấy. Marie đã đến thăm Elizabeth và ở chừng khoảng 3 tháng với Elizabeth, xong rồi trở về nhà của mình. Không những thế, khi mà đứa con được sanh ra thì cũng được biệt riêng ra nữa, đó là Giăng được biệt riêng ra để làm công việc Chúa. Luca đoạn 1 câu 80, và con trẻ ấy lớn lên tâm thần mạnh mẽ ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Được biệt riêng ra để làm công việc Chúa. Đức Chúa Giêsu cũng được biệt riêng ra. Bởi vì sau khi Ngài chịu phép đem ở bên bờ sông Giô-đan rồi, thì sao Thánh Linh đưa Ngài vào đồng vắng. Nơi đó Chúa Giêsu bị ma quỷ ám dỗ trong vòng 40 ngày.
Luca đoạn 4 câu 1 câu 2. Hay là Mác đoạn 1 câu 13, lời Chúa chép là Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Satan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Chúa chuẩn bị tất cả mọi điều, mọi sự tốt lành. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng chuẩn bị cho một dân. Một dân đó là dân của Chúa. Ở Luca đoạn 1 câu 67, 68 thì lời Chúa chép là bây giờ Sa-cha-ri, cha con trẻ ấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng ngợi khen Chúa là Chúa Trời của Israel đã vì đã thăm viếng và chuộc dân của Ngài. Chúa chuẩn bị một dân, Chúa Ngài cứu chuộc. Chúa chuẩn bị một dân để Chúa Ngài thăm viếng, đó là dân Israel. Và qua lời của thầy tế lễ Sa-cha-ri thì chúng ta thấy là Đức Chúa Trời của Israel đã chuẩn bị dân sự của Ngài, đó là dân Israel. Và dân sự đó là dân sáng lòng chứ không phải là dân cứng lòng. Luca đoạn 1 câu 17, chín người sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về với con cái. Kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Dân sự của Chúa là dân Israel có một thời gian họ rất là cứng lòng. Họ chống đối, họ chống nghịch cùng với Chúa. Ngay cả lúc mà Chúa dắt ra khỏi Egypto thì ở trên đường đi họ cũng đã lầm bầm, họ chống đối với Chúa. Họ chống đối với người lãnh đạo Chúa đặt trên dân sự của Chúa là Môi-se. Chúa biết điều đó. Nhưng giờ đây Chúa có một cái kế hoạch để làm cho dân cứng cổ, cứng lòng đó trở nên một dân sẵn lòng đón nhận Chúa. Đón nhận thì đón nhận sự cứu chuộc của Ngài. Và Chúa muốn cái chương trình kế hoạch này qua dân sẽ được bày tỏ ra cho dân Israel. Giăng đoạn 1 câu 31, lời Chúa chắc là phần ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến để làm phép tem bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng sẽ làm cái công việc là bày tỏ Đức Chúa Giêsu ra cho dân Israel, đó là cái dân mà Chúa làm cho sẵn lòng. Đó là Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị cái chương trình tốt lành để đưa Chúa Giêsu vào thế giới này. Và bây giờ thì Giăng Báp Tít là cái người được làm cái công việc đó thì đã được chuẩn bị như thế nào? Giăng Báp Tít đã được Chúa Ngài chuẩn bị một cái đức tính là khiêm nhường. Giăng đoạn 3 từ câu 29 câu 30. Ai mới cưới vợ nấy là chàng rể, nhưng bạn chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất vui mừng, ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đây là cái sự bày tỏ của Giăng. Giăng vui mừng bởi vì được làm công việc Chúa, được chào đón là Chúa Giêsu như là chàng rể đến. Do đó ông là cái người mà dọn đường cho Chúa đó thì sao rất là vui mừng, như quý mình như là chàng rể phụ được gặp gỡ chàng rể chính. Và là cái tấm lòng của chàng rể phụ là gì? Đó là phải được hạ xuống để cho chàng rể phụ được dấy lên. Ở trong một cái đám cưới thì cái người nổi bật nhất là chàng rể phụ hay là rể chính. Chắc chắn dù cho rể phụ có đẹp đẽ sang trọng như thế nào thì cũng phải hạ xuống để cho chàng rể chính là được tôn lên. Và cái tấm lòng này là tấm lòng của Giăng. Giăng đã hạ mình xuống để cho Chúa Giêsu được tôn cao. Đó là cái tính khiêm nhường là của Giăng. Và song song với tính khiêm nhường đó thì ông Giăng Báp Tít đã có cái sự hạ mình. Khi người ta hỏi ông cái công việc này là từ đâu đến, ông nói là Đức Chúa Trời là ban cho thôi. Ông nói rõ là không phải tự mình ông. Nếu mà không có một Đức Chúa Trời ban cho ông thì không có một người nào nhận lãnh được cái điều gì hết. Đừng có tự xưng khoe mình. Và ông thấy là cái trách nhiệm của mình là được chính Chúa giao. Và ông chỉ là người phục vụ thôi, chứ không phải là một người mà đứng lên để nói rằng ông là người này người kia. Đức tính của một người rất là cần thiết để gặp gỡ Đức Chúa Trời, đó là cái sự chân thật. Giăng Báp Tít đã nói rõ, khi người ta hỏi ông có phải Eli không, ông phải là Đức Chúa Trời không, ông phải là đấng tiên tri không, ông phải là người này đấng Christ không, thì nếu có thể lắm mà chúng ta làm tem, làm công việc thì rất là kết quả, là người dân thì họ không hiểu thì họ nói ồ đây có phải là tiên tri không, đây là hình ảnh của Đức Chúa Trời hay là của Giêsu không, hay là tiên tri Eli không, thì người đó có thể là trả lời một cách là ấm để cho người ta có thể hiểu lầm rằng mình là một cái sự quan trọng đó. Nhưng đó không phải là tính cách của Giăng. Ông rất là chân thật, ông nói không, ta không phải là sự sáng. Chính người đó đó mới là sự sáng, đó là Đức Chúa Giêsu. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 8, chính người chẳng phải sự sáng, song người làm chứng về sự sáng. Giăng nói ta không phải sự sáng, nhưng mà ta làm chứng về sự sáng. Rồi người ta hỏi có phải đứng trước không? Giăng nói ta không phải là đứng trước,
chính các ngươi làm chứng cho ta rằng là nó nói rằng ấy không phải là ta là đứng trước, nhưng ta được sai đến trước ngài. Ông trả lời rõ là ta không phải là tiên tri. Vậy thì ông là ai? Phải tiên tri Eli chứ? Không phải. Ta không phải là tiên tri. Vậy thì ông là ai? Dân là chính, ta chỉ là tiếng kêu trong đồng vắng, làm cái công việc là ban bằng các nẻo của ngài, như là tiếng tấn tiên tri Esai đã nói và chăng đã chân thật trong cái bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ra trách nhiệm của mình là gì. Và ông đã chuẩn bị cho Chúa đến bằng cái sứ điệp, và đó là hãy tôn cao Chúa Giêsu, ngài phải được dấy lên, rồi là ông xác chứng là Đức Chúa Giêsu là chuyên con của Đức Chúa Trời. Đó. Trong tiết đã nói là ta thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu ở trên mình ngài. Đó, Thánh Linh của Chúa đậu ở trên Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đó. Rồi ông nói gì đó, ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính ngài là con Đức Chúa Trời, ở trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 34. Và khi mà gặp được Chúa Giêsu thì Giăng khẳng định chuyên con của Đức Chúa Trời đây. Ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 1 câu 29 lời Chúa chép rằng qua ngày sau Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng với mình và nói rằng kìa chuyên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Và cái sứ điệp nữa của Giăng đó là cho giảng cho ai? Giảng cho tất cả mọi đối tượng, giảng cho dân chúng, là giảng cho quân lính, là giảng cho người thu thuế, với cái tấm lòng nóng cháy ngay thẳng. Giăng đã rao giảng cái sứ điệp mình, kêu gọi người ta ăn năn để dân chúng phải hỏi rằng là vậy là chúng tôi phải làm cái gì đây. Thì lúc đó Giăng đáp rằng ai có hai áo thì hãy lấy một cái cho con người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Khi mà dân chúng hỏi thì Giăng trả lời như vậy, lý do là sao? Đó là đến cái liên quan đến 10 điều răn mà Chúa Giêsu ngài nhắc lại, hãy yêu thương người lân cận. Nếu chúng ta có hai áo mà gặp một người không có áo, chúng ta chia sẻ, đó là yêu thương cho người lân cận của mình. Và về sau này Chúa Giêsu ngài cũng dạy với cái sứ điệp đó rất là rõ ràng. Rồi là có những người thâu thuế đến hỏi chúng tôi phải làm cái gì, và lúc đó thì dân ra bảo đừng có đòi chi ngoài số luật định, trách nhiệm của mình làm như thế nào thì mình làm như vậy thôi, đừng có hỏi thêm, đừng có tham lam. Rồi quân lính cũng đến hỏi chúng tôi phải làm cái gì, thì người nói đừng có ăn hiếp người khác, đừng có phỉnh gạt ai, nhưng hãy để lòng bằng lòng về cái lương của mình nhận hàng tháng hàng ngày, đừng có tham lam, đừng có dùng cái quyền lực của mình mà để ép người ta. Rồi sứ điệp của Chúa thì cũng không phải chỉ có rao giảng về người ta ăn năn, nhưng mà Chúa còn cảnh báo nữa. Chúa cảnh báo rằng dòng dõi rắn lục, đó là gì? Những người giả hình, những người thầy thần giáo áp đặt cái luật pháp ở trên dân sự, nhưng mà họ không làm theo luật pháp thì sao? Cái tinh thần mà áp đặt luật pháp ở trên người khác nhưng mà chính mình thì không có thực hiện cái luật pháp của Đức Chúa Trời, thì Chúa nói là dòng dõi rắn lục, tức là dòng dõi của ma quỷ. Chúa dùng cái hình ảnh như là cái búa bên gốc cây vả để nói cho tuyển dân của Chúa biết là thời kỳ gần kề rồi. Cái búa là để bên gốc cây, hệ cây nào mà không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụp. Sứ điệp mà của dân thì rất là mạnh mẽ, kêu gọi người ta ăn năn, ai không ăn năn thì coi như giống như là cây cây bị đốn và chụm. Đó là nói về dân Israel, về tuyển dân của chúng. Rồi ông cũng rao giảng cho dân ngoại nữa. Giăng Báp-tít nói là dân ngoại đó sẽ bị sàng sảy ra để dê sạch, để lấy ra những cái lúa chắc, còn lúa lép thải ra ngoài để đốt. Ông rao giảng là tay ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa của mình và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu ở trong lửa chẳng hề tắt. Đó là lời cảnh báo cho dân ngoại, nếu mà không tin Chúa, không quay về Chúa, trở nên thờ phượng Chúa thì sao, sẽ bị như vậy. Và sau đó thì chúng ta thấy cái gì? Cái kết quả là có được sự vui mừng. Chuẩn bị rất là kỹ trong chương trình của Đức Chúa Trời, chuẩn bị cho một người, chuẩn bị cho đứa trẻ được sanh ra đặt tên là Giăng, chuẩn bị là sứ mạng cho Giăng, rồi chuẩn bị con người của Giăng, chuẩn bị công việc của Giăng để đưa Chúa Giêsu vào ở trong chức vụ ở trong thế giới này. Và cái kết quả là ai nấy cũng đều vui mừng, phải không ạ? Chính Giăng đã nói rằng là ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó, khi mà là chàng rể đến.
Nhưng mà khi mà được Chúa Ngài sử dụng để đưa Chúa vào đời thì không phải chỉ sự vui mừng không, nhưng mà còn có cái sự chịu khổ. Trên nhân đoạn 3 câu 19-20, và sự xét đoán là như vậy, sự sáng đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa, bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải được bị trách móc chăng. Mình đi nói về sự sáng nhưng mà người ta quen thì ở trong cái sự tối rồi, do đó người ta ghét mình đó, người ta làm hại mình, và kết cục cái cuộc đời của dân thì sao, dân nó tiếp thê thảm ở trong tù bởi người ta chém. Đó là cái sự chịu khổ của người đi hầu việc Chúa. Cuối cùng thì dân đã bị chết chém ở trong tù, chết đó. Xong Herod thì nói là ta truyền chém răng rồi, vậy người này là ai mà ta nghe những việc dường như ấy? Vua bèn tìm khắp thấy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người được đưa đến, dân là người dọn đường. Dân thì đã bị vua Herod đã chém ngay ở trong ngục để làm quà là cho người tình của mình. Và Đức Chúa Giêsu là người được đưa đến với sự dọn đường của dân Baptist. Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi ngoại lệ đó. Làm công việc của Đức Chúa Trời thì chắc chắn là phải chịu khổ, phải chịu hy sinh. Và một cái phần thưởng rất là lớn lao, ngoài cái sự chịu khổ, ngoài cái chịu hy sinh, chịu chết đó, thì chắc chắn sẽ được Chúa khen. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 11, lời Chúa chép rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra không có ai được tôn trọng hơn là dân Baptist, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Đây là lời khen ngợi nói về trên thế giới này, ai là những người mà không phải sanh ra bởi người phụ nữ không? Ai cũng được sanh ra bởi người phụ nữ, ngoại trừ là Eva thôi. Thì tất cả những người nam được sinh ra thì không ai tôn trọng bằng là người một người tên là Giăng làm công việc dọn đường cho Chúa. Đó là phần thưởng rất là đặc biệt cho Giăng Baptít. Tức là Giăng đoạn 5 câu 35, lời Chúa chép Giăng là đuốc đã được thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người. Giăng rất là được tôn trọng, và Đức Chúa Trời Ngài đã tôn Giăng lên như là cái ngọn đuốc đã được thắp sáng để làm bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa ở trên đời sống của dân. Đó là cái công việc mà Chúa Ngài đã chuẩn bị, và đó là cái bài học cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị gì ở trong cái thời buổi hiện nay? Việc đầu tiên đó là chúng ta phải lấy sự thánh khiết và công bình để hầu việc Chúa, để trọn đời của mình được dự phần ở trong công việc của Ngài, được khen thưởng, được vinh hiển của Chúa ở vùng. Bởi vì là thời giờ này là thời giờ cuối cùng, là không còn nhiều thời giờ nữa đâu để mà còn chần chờ. Luca đoạn 1 câu 75, lời Chúa chỉ chúng ta rất là rõ, hãy lấy sự thánh khiết công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình hầu việc Chúa mà không sợ hãi chi hết. Giăng đã cho chúng ta một bài học, đó là chúng ta phải được sự kêu gọi của Chúa, nằm ở trong chương trình của Chúa để gì? Để hầu việc Chúa. Do đó khi mà chúng ta hầu việc Chúa thì hầu việc Chúa mạnh mẽ, như là một tính cách của dân rao giảng một sứ điệp rất là rõ ràng, một cái sự mạnh mẽ kêu gọi người ta ăn năn, kể cả dân chúng, kể cả thù thu thuế, kể cả là quân đội, rồi là kể cả thầy thông giáo, kể cả dân sự của Chúa, ông kêu gọi ăn năn một cách thẳng thừng. Nếu mà không ăn năn như cái búa kề bên gốc cây, búa sẽ chặt cái cây mà không có lợi đem chụp nữa, như là cái sàng sảy lúa mì để lấy chút lúa chắc đem vào kho, còn lúa lép thì bỏ trong lửa không hề tắt, không sợ mất lòng, nhưng mà rao giảng một cách chân thật về sứ điệp của Chúa, kêu gọi người ta ăn năn. Rồi gì nữa, chúng ta học được cái bài học là sống một đời thánh sạch. Để một người được Chúa Ngài sử dụng thì phải có một đời sống thánh khiết. Chúa Ngài đã biệt riêng dân tiết ra để sống một đời sống trọn vẹn thánh khiết, bước đi theo Ngài, không uống rượu, không làm đời của huế, sống biệt riêng ra trong đồng vắng để làm công việc của Chúa, đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúng ta cũng vậy, trong thời buổi cuối cùng này, để lời của Chúa được rao ra một cách kết quả, chúng ta có đời sống thánh khiết. Đời sống thánh khiết đó thì đó là cái một cái sự sáng giữa thế gian đen tối. Thế gian thì ô uế, thế gian thì đại diện như là bóng tối, nhưng chúng ta là ánh sáng. Ánh sáng đến đâu thì bóng tối sẽ lui đi đến đó. Và chỉ có một con người thánh khiết thì có thể rao giảng lời của Chúa Trời mà thôi.
mới có quyền năng từ lời của Chúa để đẩy lùi bóng tối, đẩy lùi cái sự ác ở giữa thế gian này. Rồi gì nữa, một người được phục vụ trong nhà của Chúa thì phải có một cái tinh thần tôn vinh danh Chúa ở khắp mọi nơi. Cuộc đời của chúng ta là một sự tôn vinh Chúa để mọi người nhìn thấy cái hành động, cái lời nói, cái nếp sống của chúng ta bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta đi đến đâu thì sự vinh hiển của Chúa đến đó. Đó là người mà được Chúa Ngài sử dụng. Và với cái tinh thần đó thì chúng ta, mọi người trong thời buổi của dân là sao, họ sẵn sàng để đón Chúa Giêsu, họ chuẩn bị tấm lòng của mình, họ ăn năn, chịu phép báp têm. Dân đã hầu việc Chúa ở trong đồng vắng, nhưng mà những người ở thành Jerusalem, nhiều thành phần dân chúng, rồi quan chức, rồi thu thuế, rồi là dân sự của Chúa, là dân Israel, rồi các thầy thông giáo rồi cũng tìm đến ở trong đồng vắng để nghe cái sứ điệp của Chúa từ sự rao giảng của Giăng Báp-tít. Rồi sau đó làm gì? Họ đáp ứng bằng việc là chịu phép báp têm bằng nước ở dưới sông Giô-đăng. Chúng ta có sẵn sàng để nghênh đón Đức Chúa Giêsu Ngài trở lại thế giới này lần nữa không? Với một tinh thần như là những người nữ đồng trinh đó, thì chúng ta phải làm gì? Lưng các người phải thắt lại, đèn các người phải thắt lên để chờ đợi. Khi mà Chúa đến là công việc đã sẵn sàng rồi. Lưng thắt một cách chặt chẽ, có nghĩa là không còn cái việc gì mà vướng bận nữa, sẵn sàng để bước đi đó. Đèn thì đã đổ dày đầy dầu đó rồi, sắp thắp đèn lên rồi đó, để mà chờ đợi. Khi mà nghe tiếng ha lên là chàng rể đến là chúng ta đã sẵn sàng. Với một tinh thần nghênh đón Chúa Giêsu trở lại đó, và cái bài học của ngày hôm nay của những người xưa chuẩn bị đón Chúa Giêsu vào đời và trong chức vụ của giữa thế gian này, và Chúa Ngài muốn mỗi người chúng ta phải chuẩn bị rất là rõ về cái công việc của mình để nghênh đón Chúa Giêsu Ngài tái lâm, Ngài trở lại với thế giới này. Chương trình của Chúa đã được chuẩn bị rồi. Bởi vì sao? Có những dấu hiệu rất là rõ: bệnh dịch, tai ương, chiến tranh, bạo loạn, con người ta bội đạo. Đó là dấu hiệu mà báo cho biết là thời kỳ cuối cùng đã đến và Đức Chúa Giêsu Ngài sắp sửa thay lời. Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị tất cả mọi chương trình. Giăng Báp-tít đã được chuẩn bị như thế nào, bây giờ chúng ta cũng được chuẩn bị như vậy. Chuẩn bị, Chúa đến, Chúa tìm và cứu chúng ta, và Chúa giao chúng ta mạng lệnh trong Ma-thi-ơ đoạn 28. Cái gì? Hãy đi rao giảng tin lành, nhân danh Chúa Giêsu mà làm bắt em cho họ, dạy tất cả mọi điều mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Chúa hứa Chúa ở cùng với chúng ta, giúp chúng ta làm tất cả những công việc. Nói gì nữa? Mọi thánh chuẩn bị, Chúa nhận Ngài cho tất cả các con cái của Chúa đồng lòng rồi đi ra làm chứng, mở mang hội thánh của Chúa. Nhiều hội thánh đã được lập ra, dù cho có bệnh dịch họ không nhóm lại được thì nhóm qua online để rao truyền danh của Chúa. Và giờ đây Chúa muốn mỗi cá nhân của chúng ta hãy chuẩn bị với một cái tinh thần là sẵn sàng, bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài đến một cách bất ngờ. Hãy trực cho sẵn, vì có người đến trong giờ các ngươi không bao giờ ngờ được. Luca đoạn 12 câu 40. Trong mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Ngài giáng sanh, chúng ta học lại cái việc mà chuẩn bị đưa Chúa Giêsu Ngài vào thế giới này. Đó là một lời nhắc nhở cho chúng ta thời kỳ cuối cùng. Chúng ta có chuẩn bị gì cho cái việc là đón Chúa Giêsu Ngài trở lại thế giới này không? Cầu xin lời của Chúa qua cái việc mà chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh nhắc nhở trách nhiệm bổn phận sự của chúng ta ở trong thời đại cuối cùng này. Chúng ta sẽ là người được Chúa Ngài khen thưởng, được Chúa Ngài vui lòng phán cho chúng ta rằng: ồ, tôi tớ ngay lành trung tín của Thầy ơi, hãy đến đây để nhận phần thưởng của Chúa ngươi. Cầu xin Chúa ban khả năng năng lực cho mỗi một chúng ta, để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Chúa, là một người sẵn sàng chuẩn bị để đón Chúa trở lại, như là Giăng Báp-tít đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa Chúa Ngài vào đời, làm chứng về Chúa, ban bằng não cho Ngài để Ngài đến với thế gian làm cái chức vụ cứu chuộc con người từ thuở xa xưa. Hallelujah, chúc tôn Chúa. Sự vinh hiển thuộc về Ngài. Chúa hãy ban phước ở trên lời của Ngài, ban phước cho năng lực chúng con. Hallelujah, chúc tôn Chúa. Amen.